Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán này các bạn. Hôm nay mình nói về số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Được chưa? Cái bước đầu tiên mình nói về số có 5 chữ số nha các bạn. Ví dụ về số có 5 chữ số nha. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5. Đây là số có 5 chữ số. Làm sao biết? Thì các bạn rất đơn giản. Cách thứ nhất là các bạn đếm số lượng chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Dãy số này 5 chữ số. Được chưa? Cách thứ hai là các bạn nhìn nè. Từ bên phải nè sang bên trái. Từ tay phải của mình nè sang tay trái nè. Thì hàng thứ nhất đó là hàng đơn vị. Thứ hai đó là hàng chục. Thứ ba là hàng trăm. Thứ tư đó là hàng nghìn. Thứ năm đó là hàng chục nghìn. Được chưa? Vậy số có 5 chữ số gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn và hàng chục chục nghìn. Ok chưa? Rồi, tiếp theo đó là số chia hết cho 2. Thì các bạn nhớ giúp mình, đây là những cái kiến thức nền các bạn buộc phải có. Còn bạn nào muốn cái kiến thức nào rõ hơn thì bạn có thể comment để mình sẽ hướng dẫn cái kiến thức đó hơn nè. Thì số chia hết nha các bạn, cho hai thì tận cùng là 0 nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8. Mình lấy ví dụ nha. Ví dụ như 1, 2, 6. Đây, tận cùng là cái số nằm bên phải nè. Tận cùng là số 6. Là số 6. Đây, có số 6. Vậy số này chia hết cho dấu 3 chấm này là dấu chia hết cho 2 nha các bạn. Ok chưa? Tiếp theo, dấu hiệu chia hết cho 5. Thì tận cùng nó, số tận cùng nó là 0 và 5. Được chưa? Rồi mình lấy ví dụ là 10. Đây, tận cùng là số mấy ạ? Số 0. Vậy số này chia hết cho 5. Ok chưa? Rồi, tiếp theo dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9. Thì các bạn chỉ cần cộng lại. Dấu hiệu chia hết cho 3 nè, phải cho 9. Thì các bạn lấy các số hạng cộng lại. Được chưa? Cộng lại coi nó có chia hết cho 9, chia cho hết cho 3 hay chia hết cho 9 hay không. Ví dụ 1, 2. 1 cộng 2 bằng 1 cộng 2 bằng 3. 3 chia hết cho 3 mà có, vậy 12 chia hết cho 3. Ok chưa? Ví dụ như 90, 9 cộng 0 là ra 9. 9 có chia hết cho 3 không ạ? Có chia hết cho 9 không ạ? Có luôn. Vậy số này vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9. Ok chưa? Đó, lấy tất cả các số hạng cộng lại. Rồi, thì các bạn tìm giúp mình số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9. Thì các bạn biết rằng số có 5 chữ số thì gồm có hàng thứ nhất đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè và hàng chục nghìn. Ổn chưa? Chục nghìn. Thì do vấn đề ở chỗ nó chia hết cho 2 nè, chia hết cho 5. Đây, dấu hiệu chia hết cho 2 thì số hàng đơn vị nè 0, 2, 4, 6, 8 và chia hết cho 5 luôn. Vậy là 0 và 5. Thì các bạn kiếm cái phần chung của hai hàng này. Chia hết cho 2 có số 0 nè, chia hết cho 5 có số 0. Vậy hàng đơn vị của mình bắt buộc phải là số 0. Ổn chưa? Đó, vậy là muốn chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì hàng đơn vị nó phải là số 0. Tiếp theo, muốn chia hết cho 3 và chia hết cho 9 thì các bạn chỉ cần kiếm những cái số nào chia hết cho 9 mà thôi. Bởi vì khi nó chia hết cho 9 thì nó sẽ đồng thời chia hết cho 3. Rồi, bây giờ mình kiếm số lớn nhất các bạn. Thì các bạn làm từ trái sang phải giúp mình. Thì mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Thấy chưa? Mình sắp xếp theo chiều tăng dần nha các bạn. Tăng dần. Vậy số lớn nhất trong dãy số này chính là số 9. Rồi các bạn kiểm tra 9 cộng 0 bằng 9, vẫn chia hết cho 9. Tiếp tục, số tiếp theo, số 9, số lớn nhất mà, số 9, 9 cộng 9 cộng 0 là 10,
18 vẫn chi hết cho 9, tiếp tục 9, 9 cộng 9 cộng 9 cộng 0 bằng 20, 27 vẫn chi hết cho 9. Tiếp theo số 9, 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9 cộng 0 ra 36 vẫn chi hết cho 9. Rồi các bạn kiểm tra lại giúp mình nha. Kiểm tra lại, thứ nhất số có 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Thứ hai chi hết cho 2 không ạ? Có, bởi hàng đơn vị là số 0. Đây, tiếp tục chia hết cho 5 không ạ? Có, bởi vì hàng đơn vị là số 0. Ê chưa, tiếp tục muốn chia hết cho 3 và chia hết cho 9 thì các bạn chỉ cần lấy tất cả các hàng cộng lại, coi có chia hết cho 9 hay không. Nếu chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 3. 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9 là cộng 0 nữa là 30, 36, 36 chia 9 được 4, vậy số này chia hết cho 9. Vậy số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là 99990. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, bạn nào có thắc mắc những cái câu hỏi gì hay là những cái kiến thức gì, các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.